đây là hậu trường sân khấu của đang đoàn cải lương 284 Phạm Sang. Đây là động của Sang Thị. Sao mày chia đi? Sân khấu mà đang chú đang chia vậy? Hậu trường sân khấu. Nữ diễn viên Thanh Thế. Nữ diễn viên Hương Trồn Lưu Bích. Mỹ Sang. Rồi quý vị chuẩn bị tiến ra sân khấu. Bài gì vậy? Trời người nay ấy hả? Cái đầu là các thị, ba thị đó, đá là năm thị lần nữa. Động thị không? Cái động sang thị là hai thị kia chứ. Hai thị kia bị trúng trưởng. Tìm ra mấy ai? Mấy em vô cái sang trồn. Ông nhớ đi chậm chậm thôi nghe, không đi nhanh nha. Đi nhanh nhanh quay không kịp đâu nha. Ông gì người ta bà, gì kêu ông. Trời ơi, chú Lắc, hả? Vô chỗ nào vậy? Chỗ nào hả? Kiếm cái gì, kiếm cái gì, kiếm cái gì? Trời, con Đĩ bảo nó biết của nó. Nhậu nữa. Chưa sân khấu, chưa chưa chuẩn bị, chưa tìm được bài. Diễn chờ người nơi ấy rồi lên máy đi, lên máy đi. Tắt hết nhà âm thanh đâu đây luôn nha. Ở đây không có âm thanh nha. Bây giờ là quay hả? Quay là hết trời người ấy là của hả? Bây giờ im ra đừng ai nói lên tiếng chị nha. Quay gì vậy cưng? Chưa. Sao vậy? Em áo bảo đưa lại đi quay nè, bỏ nhạc rồi. Không được, cái iPad nhạc nhỏ lắm. Chờ người nơi ấy mà vô. Ngồi lại nhấn chân tay. Xám đứng ở đây là xám. Đứng ở góc đi. Mấy hai đứng vô đi. Bỏ nhạc vô. Vô nè. Đừng có ai cười nha. Muốn sức. Đánh giỏ đi. Bây giờ là 3D đó. Hai đứa tay đánh ông Nhơn cả. Mở bài mắt, mở bài mắt bất kỳ nào á. Ha ha ha!
Ha ha ha.